tiêu chảy. Thảo em thấy lạnh bụng ấy. Là mà là em sẽ đi đi ngoài luôn. Có lần mà đau quá, mình nhớ ra em gạch khắp mặt à? Gạch khắp mặt luôn. Nó bắt đầu nó thấy em rồi, nhưng mà em vẫn tức là vẫn thế đi thêm một lần nữa, nhưng em gạch hai lần là mặt nóng bừng lên cái thôi. Mặt nóng bừng. Mình hết đỏ bụng, mình đỏ lên. Hết hết đau bụng. Hết đau bụng. Nhưng là hết đi ngoài. Dừng đi ngoài thôi. Cả thêm một cái trường hợp là cái lần mà em bị kiểu gần như dạng tụt đường huyết. Tụt huyết áp gì? À tụt đường huyết gì? Đường trong máu. Gạch khắp mặt. Vâng. Gạch có đau? Đau. Đau. Gạch đi gạch lại, gạch đau. Gạch đau lại xong mặt đỏ phừng 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 lên cái là em tỉnh luôn. Thế em thấy cái gạch mặt này là tác dụng quả nhanh. Hay. Hai hiệu quả lắm. Thế là bạn em làm cho bản thân em là hai cái vấn đề mà tiêu chảy là cái lần nằm mẹ tủ đúng nhất rồi. Mà người cả thêm cái là khi nào mà người mình mệt mỏi ấy, là mình gạch cái này cũng rất là hiệu quả, làm tỉnh táo được nhanh, hoặc là mình bị lạnh ở trong người ấy. Làm sao chết lạnh ấy. Các bác nghe bạn báo cáo này, tức là lúc mà các bác cảm thấy mệt mỏi, cái gì đấy nhỉ? Mệt mỏi này. Lúc mệt mỏi khi mà mình bị tiêu chảy, có khi bị lạnh trong người. Ngạt trong người á? Lạnh trong người, đúng rồi, mệt mỏi và lạnh trong người. Lạnh, cả khi mà mình bị gần như dạng tụt đường huyết. Tụt đường huyết. Mình mạnh, cái khi ngược lại này, cái mạnh. Một lần mà vẫn chưa thấy, đỡ nhiều, hai lần, mà cũng lắm là ba lần. Quá nhỉ. Tụt huyết áp hoặc là tụt đường huyết thì gạch mặt. Tụt huyết áp. Điều trị đi chợ. Hay quá.